mình bảo đảm là tối qua Phan bị má mắng te tua luôn cho coi. Đúng rồi chứ còn gì nữa, chắc giờ hả tụi nó cũng không có dám mà công khai nữa đâu. Còn lâu mới dám á, không chừng bây giờ tụi nó đang bị gia đình phạt nữa đó. Dùa lắm, ai biểu làm quá ăn chi. Ừ, dùa lắm. Chào mấy bạn. Rất là cảm ơn Nga Nga. Vô duyên, sao tự nhiên cảm ơn tôi? Cảm ơn Nga vì đã nói cho má mình biết, và má mình rất là vui. Cảm ơn Nga Nga nhiều nha. Thôi, vô lớp đi bà xã. Bye bye. Vậy là sao Nga? Ai mà biết. My, ơ My thấy họ ở đâu không? Không, nãy giờ My cũng đang tìm nè, tự nhiên ra chơi á rồi biến nó mất tiêu à, quá đáng thiệt. Đi ngoài kia mà coi kìa. Chuyện gì vậy? Coi đi rồi sẽ biết. Cái gì vậy? Cười tươi lên. Không thấy là mọi người đang nhìn hả? Cười vậy được chưa? Ngẹt quá. Đúng rồi. Tôn của bà xã. Niêu xã. Trời đất ơi, nhìn tối nữa kìa. Trời, ghế qua đi. Không có được cười. Con của bà xã không? Xã ngoan quá. Đó, thầy nhìn đi, em đâu có nói sai đâu. Hai bạn đó còn gọi nhau là ông xã và xã nữa thầy. Thôi được rồi, các em về lớp đi. Dạ. Hai em có biết thầy mời hai em lên đây có chuyện gì không? Dạ. Thật sao? Nếu không biết thầy nói luôn vậy. Thầy mới nói là hai em đang rất thân nhau. Dạ, dạ phải rồi. Hơn cả bằng thân rồi. Dạ đúng. Sao hai em không sợ sệt thế nào vậy? Dạ tụi em có làm gì sai đâu mà sợ thầy. Tụi em thích nhau thôi mà. Chuyện các em thích nhau thì không sai, nhưng chuyện tình cảm các em thể hiện công khai giữa trường học như thế này là không đúng. Thầy mời hai em đến đây là vì chuyện đó. Dạ. Một số bạn đã phản ánh về cách xưng hô và hành động của hai em. Dạ. Thầy nhắc nhở như vậy để các em tự biết và cân nhắc lại những hành động và lời nói của mình. Nếu không biết điểm dừng lại thì thầy và ban giám hiệu sẽ xem xét hình thức kỷ luật nào đó dành cho hai em. Thầy nhắc như vậy cho em đã hiểu rồi đúng không? Dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Em biết lỗi rồi. Hai em nhiều lớp. Wow. Đẹp quá à. Khoan, dừng lại đi. Gì? Dừng. À. Trời ơi tưởng. Đẹp quá. Qua đó có gì đẹp đâu. Đẹp chứ sao không đẹp. Tặng Phan nè. Biết nè, tụi mình á, chỉ như vậy, người ta cứ tưởng thật hết, tưởng hai đứa này yêu nhau thiệt á.
Mà phải công nhận hai đứa mình hả, diễn tốt thiệt. Bây giờ chỉ nghĩ tới mặt của Nga Nga thôi là Uyên nó thấy mắc cười rồi. Phan á nha, sau này hả, Phan mà thích ai á, chắc người đó khỏi trốn với Phan luôn. Phan diễn có tình cảm đó. Mà Uyên đâu kém gì đâu. Biết Phan sợ nhất là gì? Sợ gì? Nợ mèo. Dù muốn chết luôn á. Người ta đi gồng cứng người, vậy mà vẫn cứ nhộn. Phan ơi. Hả? Từ hôm bữa tới giờ tụi mình cứ lo diễn không à. Không biết người lớn giờ chuyển biến sao không? Không biết là họ có chịu dừng lại chưa nữa. Tụi mình phải tiếp tục theo dõi mới được. Họ phải dừng lại để chúng ta cùng biết. Dừng cái trò lố bịch này đi, diễn hoài mệt quá. Thôi đi ăn đi, đói rồi. Chảo đi. Hoa dại này cũng thơm ghê ha. Ba, hôm nay ba có đi làm không? Ba về ăn cơm với con rồi ba tới công ty liền luôn. Dạ ba. Vậy thôi ba đi tắm đi. Rồi có gì con ủi đồ cho ba xong thì ba con mình đi ăn cơm nha. Ê, con ủi cho ba cái áo màu xanh biển nha ba. Áo nào cũng được mà. Có đúng là như vậy không? Hay là Uyên độc lầm vậy? Lầm sao được mà lầm. Rõ ràng á là số của cô Hằng mà. Còn nhắn rõ là hả ở quán Hiền Hậu nữa đó. Uyên chắc chắn là không có sai đâu. Làm gì vậy? Giờ này còn giỡn nữa. Không lẽ họ vẫn hẹn hò? Không lẽ cái gì mà không lẽ. Chắc chắn á là họ đang hẹn hò với nhau đó. Mình sẽ không có chịu thua như vậy đâu. Đúng. Chúng ta không thể chịu thua như vậy được. Bây giờ mình làm cách gì được? À, có cách rồi. Cách gì? Họ hẹn nhau 7 giờ tối nay đúng không? Được. Chúng ta sẽ tới đó. Để làm gì? Thì để nó luôn chứ sao? Đến nước này á thì mình phải vậy thôi. Mà được không? Sao lại không được chứ? Đó, tự tin lên. Bốn mặt một lời. Ui, tỉnh ngồi xuống đi. Ngọc ơi, 7 giờ rồi chị. Ui, đừng có nôn nóng mà. Từ từ người ta sẽ đến, đúng không? Yên tâm đi, tôi bảo đảm mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Được không? Tôi có kinh nghiệm. Quà đẹp ghê chưa? Tươi ha. Ủa, Phan, hai đâu vậy? Dạ, đi uống nước ạ. Má, cô ngồi nha. Trời ơi, sao ngồi đây. Đi chỗ khác chơi đi. Đi. Từ từ má giải thích sau nha. Đi. Không, con muốn cô giải thích ngay bây giờ. Giải thích cái gì? Có đó chú à. Là chuyện này nè. Tại sao chú và má cháu đã biết là tụi cháu thích nhau mà hai người vẫn còn hẹn hò? Ủa, đó hẹn hò gì đâu. Trời ơi, hiểu lầm rồi. Không có hiểu lầm cái gì chứ.
hoa nè, rồi nến nữa. Ba cũng lãng mạn quá ha. Hai người đang làm gì ở đây? Mà còn cô nữa. Mà cô còn nói á, là cô sẽ tạo gì bất ngờ cho ba con nữa đó. Thôi, bình tĩnh, cô nói cho nghe nè. Tất cả sự chuẩn bị này đó là cô giúp ba con chuẩn bị để đón chờ một người khác. Con có tin đâu, làm gì còn ai nữa chứ. Thôi được rồi, không tin chút xíu người ta tới là con biết, con tin liền à. Ý, tới rồi kìa. Cô Liễu, ở đây nè. Đó, đây là người mà ba con chờ. Cô giới thiệu với hai con. Bữa tiệc này là chuẩn bị để dành cho cô Liễu. Cô muốn dành cho ba con với cô Liễu một sự trải nghiệm. Sao rồi, hiểu chưa? Hiểu rồi. Thì là ba với là cô Hằng không có gì thì không? Không có gì đâu. Tại sao? Thiệt hả? Con xin lỗi. Con xin lỗi má. Con xin lỗi chú Hùng. Con đi à. Nhanh lên. Đi. Xin lỗi cô Liễu nha. Tại nhỏ hiểu lầm xíu rồi. Hai người cứ tự nhiên nha, vui vẻ nha. Rồi ngồi chơi đi, ngồi đi. Ăn gì không? Nguyên nè, tụi mình đó, nghĩ sai với người lớn rồi. Họ không có ý gì với nhau đâu. Mà tại Phan hết á. Tự nhiên nổi hả, suy nghĩ lung tung không mà. Thì chính vì cuộc đó là thấy hai người họ hẹn hò với nhau rồi còn gì. Chắc họ chỉ bàn bạc cái gì đó thôi ha. Phải công nhận là tụi mình nóng tính thiệt. Tụi mình bậy quá Phan ơi. Đó, nhất là thí dụ giả bộ làm người yêu. Bây giờ nghĩ lại xấu hổ muốn chết. Rồi còn gọi nhau là anh em. Còn ôm yêu nhau nữa. Rồi còn hả? Thôi, vì đừng có nói nữa. Nói là ba thấy chồng muốn chết rồi. Vậy giờ sao giờ? Sao là sao? Thì tụi nó mà biết chuyện á là tụi mình ê mặt luôn á. Không nha. Không cho bất kỳ ai biết hết. Cái chuyện này phải giữ kín. Nhất là hai đứa hoài nhà thuyết. Hai đứa nhiều chuyện đó. Phải giữ bí mật chuyện này. Vậy là tiếp tục cái trò yêu đương hả? Trời, thê thảm lắm á. Không phải là như vậy. Mang á, chú Yên á, tụi mình cứ lơ đi. Một thời gian nữa là mọi người cũng quên ngay thôi mà. Cũng mong á là mọi người mau quên đi. Chết. Hả? Về lẹ lên. Không thôi hả, người lớn này suy diễn tung nữa đó. Nguyên, ngồi xuống để ba nói chuyện với con một chút. Dạ. Ba muốn nói chuyện với con về dì Liễu. Kể từ hôm nay thì con không cần phải quan tâm đến chuyện của dì Liễu nữa. Dì Liễu sẽ không bao giờ đến nhà mình nếu như mà con không muốn. Ba thấy tất cả chúng ta cần phải có thời gian, đúng không con? Con xin lỗi ba. Không sao đâu. Ba thấy là chúng ta đừng có gượng ép, cứ để mọi chuyện đến thật là tự nhiên. Chuyện của con với thằng Phan cũng vậy. Không, con suy nghĩ kỹ rồi ba. Con sẽ dừng yêu. Dừng ngay ngày hôm nay luôn á ba. Dừng yêu hả? Dạ. Con làm được hả? Dạ được. Rồi ba sẽ thấy. Con với Phan á sẽ trở thành bạn bè bình thường như trước. Con sẽ tập trung vô việc học. Ba đừng lo nữa nha. Sao tụi con hay vậy? Tại con thương ba. Con không muốn làm ba lo lắng. Con suy nghĩ gì là đúng. Ba cũng thương con.
Con nói cái gì? Con xin dừng yêu hả? Dạ. Trời ơi Phan ơi, con làm má mệt quá con ơi. Cái gì vậy con? Chuyện gì đang xảy ra vậy con? Dạ, má. Tại con thấy yêu đương nó phức tạp lắm á. Rồi cái chuyện này á, làm cho bao nhiêu người phải lo lắng. Rồi là má của con lại phải đi làm vất vả ban đêm. Má, bây giờ má cứ đi làm ban ngày đi. Con hứa với má, con sẽ tập trung vào việc học, bỏ yêu. Trời đất ơi, con nói cái gì vậy Phan? Trời ơi, tình yêu chúng ta là con người mà, đâu phải là cái máy đâu. Con muốn yêu muốn ngưng à, kỳ cục vậy. Đây nè, con cứ học tập tốt mà có tình yêu trong sáng thì có sao đâu. Ờ, không. Má, tụi con đã quyết định rồi. Bỏ yêu để tập trung vào việc học, trở thành người lớn. À, vậy nha, con đi ngủ đi. Ngày mai con đi học sớm. Dạ, con uống sữa đi má. Thôi con mang cho phòng uống đi. Chào má, chúc má ngủ ngon. Cái gì vậy nè trời? Nó chia tay tình yêu mà nó nhẹ nhàng, thanh thản, cười cợt vậy ta. Nhớ ngày xưa tôi chia tay rồi kêu bằng là đau đớn 3-4 năm mới hết à. Uống sữa được nữa chứ. Tuổi trẻ bây giờ sao khó dữ quá. Các bạn nhớ là mình nhận hết chưa? Nhớ rồi. Tốt lắm. Khi nào mà thấy Phan với Uyên tới á thì nhớ chuẩn bị hú hí cho thằng to lên nha. Tốt lắm. Mình á phải làm cho tụi nó xấu hổ để tụi nó dừng ngay cái trò bệnh hoạn ở trong ngôi trường này. Để không chừng tụi nó mà làm quá là mình bị lem mang tiếng lây luôn đó. Nhưng mà lỡ mai á tụi nó không cảm thấy mắc cỡ á thì sao chứ? Thì mình cứ làm tiếp, làm tới khi nào mà tụi nó thấy nhục thì thôi. Chắc tụi mình mệt lắm thì tụi nó mặt dày mà. Đừng có bi quan như vậy. Mình cứ làm vài bữa nữa. Nếu như tụi nó không chịu tự động ngưng lại á thì không chừng tụi nó cũng bị đuổi học luôn á. Chứ đừng có giỡn. Thấy mình đọc chưa? Thì phải lấy đọc chị đọc chứ. Tại tụi nó làm chuyện xấu trước mà. Kìa, tụi nó tới rồi kìa. Chuẩn bị nha. Phan vô lớp trước đi. Uyên đi ra mua đồ một cái. Vậy thì Phan vô lớp trước nha. Uyên chưa sao? Nhưng mà Phan ăn gì không? Uyên mua giùm không cho. Mua giùm Phan bột chiên đi. Ok. Ê. Hả? Tôi cầm cái cặp chó. Thôi, Uyên cầm rồi. Ủa, sao kỳ vậy ta? Tụi nó đang mang nghiêm túc mà. Làm nãy giờ hả? Tụi mình lấy hơi lên còn chết luôn. Chẳng có hú lên được gì hết. Tức ghê á. Nó đàng hoàng, chín chắn quá ha mấy bạn. Ồ. Sao bè hoài vậy? Bực bỏ nha. Mà bực cái gì? Chắc tại quê. Mắc mớ gì quê? Vô duyên. Chào anh. Anh cần gặp ai? Chào anh. Anh cho tôi hỏi thăm. Tôi cần tìm một người. Anh tìm ai? Tôi tìm con trai của chị Hằng. Anh ơi, ở đây nhiều hàng lắm. Thằng Mập nè, thằng Xì Tin nè, rồi thằng Nga nè. Rồi chào chị Hằng nào. Cô ấy tên là Nguyễn Thị Lệ Hằng. Đang sống cùng một người con trai. À, biết rồi. Chị Hằng là mẹ của thằng Phan phải không? Đúng rồi. Nhưng mà chỉ đi làm rồi. Với lại con chỉ đi học luôn rồi, đâu có ai ở nhà đâu. Anh có thể giúp tôi, cho tôi biết cháu học ở trường nào không? Hay là anh dẫn tôi đến đó được không? À, ở trường á hả? Bé nó học thì... Ủa? Anh cái gì của chị Hằng? Tôi là bạn của ba thằng bé. Bạn thân của ba nó.
lâu lắm rồi không có cơ hội thăm nó. Hôm nay có dịp về thành phố cho nên tôi muốn ghé thăm đó mà. Anh sao vậy? Sao anh nhìn tôi dữ vậy? Không có gì. Anh tìm gặp ai? Tôi muốn tìm thằng bé. Thằng bé? Tìm nó làm chi? Để là đường dạng đó hả? Sao anh lại nói vậy? Trời ơi, tôi mà gạt tôi hả? Chỉ cho anh chỗ nó học, anh tới anh bày trò anh lường gạt đó hả? Trời ơi, tôi xưa rồi. Để tôi chị Hằng nè. Thôi, anh khỏi gọi. Khi khác tôi sẽ quay lại. Xin lỗi ông. Trời ơi, mặt dễ gạt lắm hả? Xưa rồi. Bị một lần thôi chứ đâu có lần thứ hai. Trời ơi, xương rồi Kiểm. Kiểm xương máu mà. Từ tôi. Cổ khuya. Bỏ đi. May quá. Hồi tối Thúy có học bài á. Không thôi sáng cô kiểm tra là chết rồi. Học hành mà mấy rủi gì chứ. Bổn phận của học sinh á là phải về nhà. Học thuộc hết bài chứ. Ý chết, hồi nãy á, mình xuống đây nè, mà quên rủ Phan với mình xuống nước rồi. Chắc họ ngồi ở đâu đó, đút sữa chua cho nhau ăn nữa rồi. Ghê quá đi. À, đây rồi, trốn ra đây uống nước nha. Vậy mà không nói gì hết, làm cho Phan tìm quá trời. Ủa, Uyên đâu? Hai người không đi chung nữa hả? Ừ. À, có, nhưng mà Uyên đang đi mua đồ ở canteen đó. Vậy Phan cũng chờ Uyên hả? Chờ là quý vị. Có mấy bước chân thôi mà. Đó, kìa. Phan nè. Ờ, ngồi đi. Cảm ơn nha. Ủa, sao hai người khách sáo quá vậy? Không có anh em nữa hả? Sao mà lạnh lùng quá vậy ta? Ờ, thôi. Các bạn đừng có nhắc chuyện anh em nữa được không? Nghe kỳ cục muốn chết rồi. Ờ, vừa kỳ cục, lại vừa vô duyên nữa chứ. Tụi mình không có thích đâu. À, bộ hai người đang giận nhau phải không? Không, nhưng mà tụi này có tình cảm với nhau. Nhưng mà cũng phải có chừng có lúc thôi. Dù gì đây cũng là trường học mà. Hôm bữa nghe thầy giám thị nói, tụi mình cũng đã hiểu ra được nhiều rồi. Đúng rồi đó. Bây giờ Uyên với Phan á sẽ cư xử hòa đồng giống như mọi người á. Đúng không Phan? Ừ, đúng rồi á. Tụi này có tình cảm với nhau, chỉ cần hai đứa hiểu đúng không Uyên? Đâu cần phải phô ra cho mọi người nhìn thấy rồi lại làm trò cười cho bàn dân thiên hạ đâu. bây giờ Phan sẽ cư xử đúng mực, đúng với tác phong của một người học sinh. Hay, hai người nói rất là chính xác, là chính xác. Đây mới đúng là tính cách của mày nè Phan.